Tiếp tục quay trở lại với ngày 29 tháng 4. Hôm nay em chào đón quý vị một số mã loa. Đây. Chào đón quý vị với 6 đôi loa, 7 đôi loa. Giá thì chắc chắn là rẻ, rẻ sập sàn. Này, bát 30 có hơn 4 triệu. Bát 30, bát 25 này, cao to vật vã có hơn 3 triệu. Cũng mong quý vị thông cảm là do một vài ngày gần đây vừa do công việc mới lại cũng gần ngày nghỉ, ngày trực, cái lễ nên là không nghe được điện thoại quý vị thông cảm. Không phải ngày nào cũng nghe được hết đâu. Nên là mong quý vị thông cảm. Quý vị nào cần có nhu cầu lấy gì thì nhắn tin giúp em. Còn sau đây em sẽ giới thiệu đến quý vị 8 mã loa, 7 mã loa. Bắt đầu mấy con to to này cứ từ từ. Tất cả toàn bát 40 đây. Bát 40. Đấy. Bắt đầu đến với lại đôi loa đầu tiên là đôi loa tiền đâu đây. Đầu tiên là phải có tiền các bạn. Ông ơi vứt độ con cái thước. Đây là đôi loa Pioneer. Đôi loa Pioneer. Con này thiết kế với lại bát 30 này. Màng giấy gân vải tẩm dầu. Màng giấy gân vải tẩm dầu. Đây, model của nó đây. Đây là đôi loa Pioneer CSK 531. Công suất của em nó là 150W một loa, trở kháng 8 ohm. Báo cáo quý vị là có một số bác cũng động viên và mua cái máy quay nó cho nó nét. Báo cáo quý vị là em đang quay máy điện thoại của em thôi nhưng nó quay 4K, chắc chắn là nét rồi. Nhưng mà tại sao là quý vị khó xem hơn của người khác là các clip khác các bác ấy quay ấy, là các bác sẽ đặt điện thoại từ xa này. Các bác ấy đặt từ rất là xa, đặt để nguyên một chỗ thì các bác xem rất là dễ. Nhưng mà khi em mà đặt như thế thì nó rất là nét, chắc chắn nó nét rồi. Nhưng mà quý vị lại không nhìn được chi tiết. Này, khi quay giới thiệu đến loa ấy, quý vị quay này, này, đúng một găng tay này thì quý vị mới nhìn thấy nó sứt, nó sát ở đâu nhá. Chứ còn em mà đặt máy quay tầm 70 phân đến 1 mét ấy, nó có xước quý vị không thể biết được. Đấy, có một số bác nên là các bác là những bác nào xem video clip của em không chịu khó, bởi vì các bác mua hàng mà. Bác cũng xem chút, chứ đây em bán hàng thì em muốn là quay kỹ cho các bác. Chứ không phải là em đặt máy xa, em cứ đặt máy tầm 1 mét rưỡi mới lại 1 mét trở ra thì máy quay nằm in như này, nó không có rung cái gì thì nó quá là nét. Nhưng mà quý vị xem như thế thì rất thích là nó không bị nhức mắt. Nhưng mà chính như vậy thì lại không quay sát được các góc cạnh nhá. Không quay gần đến đây được thì quý vị không thể biết được. Đấy, không thể biết được các góc cạnh loa nó như thế nào, nó có bị sứt hay không, nó có bị mẻ gì không. Bởi vì là đặt đây, đây, em đây, em mới cách có 1 mét. Nào, 1 mét em cứ để như thế này để em nói. Em cứ để in như này em nói thì làm sao mà các bác mới biết được loa nó bị sứt ở đâu, nó bị mẻ đâu. Nên chính vì vậy là có một số bác góp ý em cảm ơn. Nhưng mà nếu như để máy quay một chỗ để nét cho các bác xem thì các bác không thể biết được là đây. Em quay sát vào đây, đấy nó cách này. Nó cách đây có 15 phân, 10-15 phân thế các bác mới biết được là loa nó đẹp ở đâu nhá. Đấy, nên là cũng cảm ơn các bác đóng góp. Nhưng mà nếu làm như thế thì các bác không phát hiện được loa nó bị xấu, bị hỏng ở đâu đâu. Đây là đôi loa Pioneer. Pioneer model em đọc rồi, CSK 531. Con này là công suất tối đa là 150W một loa, vậy là đôi loa này là 300W, trở kháng 8 ohm. Đấy, chưa. Đấy, con này thiết kế chung trên cùng. Giá của đôi loa này thì có giá là 4.950.000. Mức giá đây em báo là mức giá bán, bác nào lấy được thì alo giúp em. Còn nếu bác nào mà xác định là mặc cả thì chắc chắn là em không bán được những đôi loa này dưới giá thấp hơn được nữa. Mức này là mức thấp nhất cho các bác rồi. Không có ai có đôi loa nào bát 30 mà cao đến gần 1 mét như này mà giá mức giá đấy đâu. Em sẽ đo kích thước cho quý vị. Chiều ngang của loa là 38 phân. Chiều cao của em nó 91 phân. Tất cả đều có e căng tất. Bình như đôi loa này đôi nặng có e căng. Chiều sâu cả e căng là 27 phân. Chiều sâu cả e căng. Đấy, đó là đôi loa Pioneer. Chuyển sang đôi loa tiếp theo. Đôi loa Ango. Đây, Ango gì đây? Ango 1500. Con này e căng liền, thiết kế với lại một bát 20. Đây quý vị nhìn thấy bát, một bát 20, một chung, một tép, con này e căng liền nhá. Ango dòng loa cổ. Dòng loa cổ Bowie. Đây, quý vị nhìn kỹ tên của em nó đây. Ango hộ em 1500. Bác nào cần chi tiết hơn thì bác gõ mã này vào Google, bác sẽ tham khảo được đôi loa này như thế nào hộ em, bởi vì nó là e căng liền.
Về thùng phách vách phía sau vẫn còn đẹp keng nhé. Dây cấp tín hiệu vào đây, dây kiểu này thì bác biết biết ngay là nó là loa cổ rồi. Bác đợi em quay đằng sau lại cho quý vị một chút, đằng sau nó có thông số của đôi loa này để cho các bác biết chi tiết hơn. Đây, về phía sau của đôi loa đây. Ango này. MC1500. Đấy. MC1500. Và chi tiết xuống dưới cho quý vị, được chưa? Đây. Đây là dòng loa cổ chơi các nhạc dòng nhạc cổ, nhạc vàng, nhạc trữ tình rất là hay nhá. Câu trở kháng của nó là 8 ohm. Thì các bác nhìn kỹ hộ em này, thông số đây. Đây, giữ nguyên thông số để cho các bác xem. Nét căng như này thì còn nét thế nào nữa. Em quay 4K đấy. Nhưng mà do em di chuyển cái điện thoại thường xuyên nên là nó cảm giác mắt các bác nó nhiễu rồi. Khó chịu rồi. Chưa? Đấy. Vào đây. Và cái giá cho em nó còn giật mình nữa. Giá của em nó là 3.950.000. 3.950. Con đô la này khá to, chiều ngang nó 40 đấy. Đây, sau đây em sẽ đo kích thước luôn cho quý vị. Quý vị đợi em chút. Em đo kích thước luôn đôi loa Ango cho quý vị nhé. Ango này. Về chiều ngang của loa này. Chiều ngang của em nó là 37 phân. Chiều cao. Chiều cao là 57. Và chiều sâu 23. Chiều sâu của em nó 23 phân. Đấy. Giá em nó có giá là 3.950.000. Tiếp theo sang với đôi loa 3.9 nữa. Đây. Và đóng quý vị với đôi loa này. Đôi loa này 3.9 tiếp theo nữa. À, để em đây nhìn lật phía sau cho quý vị xem. À, đây là đôi loa gì quý vị nhìn hộ em này. Dân này à? Cái gì đây? AL401. Em thì tiếng Anh nó kém đọc. Đây. Hàng này là hàng made in Mexico. Hàng Mexico luôn. Công suất 125W, trở kháng 8 ohm. Quý vị nhìn kỹ hộ em, được chưa? Hàng Mexico, made in Mexico. Đấy, thì dưới cùng đây của em nó đây. Cấp tín hiệu vào này. Đấy. Đôi loa này, đôi loa hàng xuất từ Mexico. Rồi. Đấy, con này thấy thùng vách phía sau đây. Ui dù. Thùng vách phía sau em chả biết nó dán những cái gì mà nhiều thế này. Nha. Sau đây em sẽ đo kích thước của loa cho quý vị. Về chiều cao của đôi loa này chắc chắn là phải tầm 85-90 rồi. Chiều cao của em nó là 82 phân. Chiều cao 82. Chiều ngang là 30, gần 31 phân. Chiều sâu cả ê căng là 25 phân. Chiều sâu cả ê căng là 25 phân. Em nó có giá là 3.950.000. 3.950.000. Đấy, 3.9. Chưa? 3.950.000. Và tiếp theo đây là quay nhanh một lượt này. Với đây là đôi loa Reatic này, bát 40 này. Reatic này, Reatic bát 40 giá 11.900.000. Đôi này Reatic bát 40 11.900.000 này. Đôi BMW kép này. Nhá, loa xịn luôn, quá chất, giá 5.900.000. Đôi dưới. Đôi loa dưới này là đôi loa. Đây xem nào, em xem tên ở đâu. Quý vị đọc tên con này đằng phía đằng sau. Tên phía đằng sau. Mày quay tên. Đây, đôi này là đôi LX1. Đây nó có tem hết. Đây là đôi loa LX1 bát 40. Bát 40, chung hai chung giấy một tép còi. Hai chung giấy một tép còi. Giá 13.900.000. Giới thiệu nhanh nữa. Chút nữa em sẽ quay chậm. Tiếp tục đến với đôi loa LOD F700 bát 40. LOD F700 nhá. LOD F700 bát 40 cũng có giá là 13.900.000. Con này hậu sâu hơn 40.
cái căng nó hơn 40. Đây. Nó hơn 40, chiều ngang hơn 40. Đấy. Giới thiệu qua cho nó nhanh. Đó là toàn bộ cái clip vừa giới thiệu đến quý vị một số mã loa về hôm nay. Hôm nay là ngày 29 tháng 4. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nào có nhu cầu thì alo đến số điện thoại là 0911 169 961.